đỡ chỗ ngủ đó. Là con ngủ khổ hả? Thì cái con thua là con ngủ vô chú, rồi chú thua chú ngủ con vậy thôi. Nãy giờ mình nói chuyện là Hiếu ngủ mất tiêu rồi đó. Giỡn hoài, nó mới dậy nè anh. Được 2 giấc rồi. Hồi sáng á, lúc mình rồi ra tôi thấy có một lần thấy rất là tội bé Tam Triều Dân luôn. Là lúc hai đứa xuất hiện á. Dạ. Một bên cao nhầm, một bên kia đứng tới cái eo à. Tôi thấy tội, thật ra tôi thấy rất là tội con luôn á. Mà từ lúc xuất hiện con nói là có một sách mời mang gút độn rất là dày. À. Cái đó cũng đâu có nhiều đâu. Quay ra nhờ mình. Quay lại đi đàng hoàng đi. Một sách mời mang dày độn. Một cái mời mấy chị độn nha. Tầm 1m4 á. Chắc rồi. Chắc rồi. Bên kia là ai không biết. Đâu, bao nhiêu phần? 15. 15 phần. Con làm sao được 1m5 được? Gì vậy chú? Có được 1m5 không? Thôi con cũng được 1m6 mà. 6? 6 là con ăn gian làm sao 6 á. 6 là bằng vậy. Con 1m6, chị Vân cũng 6 mà là 7m6 đúng không? Con thì con sao được? Được mà. Không được. Bé là khoảng năm 57. Dần đi cho chú vui. 57 58 hết giá. 57. 57 58 hết giá. Bây giờ chút nữa kiếm cái gì đo đi rồi thua tính gì? Thua tính gì? À chơi luôn. Chơi đi, chơi đi. Con nhiều nhất là 58, không quá được. Nhưng mà từ từ đã cái gì đã. Đi ngủ. Nếu như anh Giang thắng á thì anh Giang phải nhường chỗ cho em ngủ. Ừ. Còn nếu em thua em phải ngủ hết. Đúng rồi. Ngủ hết chỗ. Ngủ hết cái chỗ mà chạy nó luôn. Cái chặn nó luôn. Anh ơi nói gì sợ quá vậy. Nhưng mà muốn lỡ chú ngủ quá khổ rồi sao? Thì không đợi. Không ăn ở ngủ chỗ chú. Khoan đợi chỗ ngủ đó. Là con ngủ khổ hả? Thì cái con thua là con ngủ vô chỗ rồi chú thua chú ngủ của con vậy thôi. Hay quá trời. Hay á nhưng mà. Ok. Rồi, điêu. Kèo này. Thằng này cũng phải ngủ rồi. Có ai mắc kèo nào với em nữa không? Điêu. Kèo gì? Trời đi. Ủa đồng đội không ai cản em hết trơn vậy? Điêu. Thôi giàu cản. Kèo ngon mà. Trời kèo ngon mà vui mà. Rồi đi. Nói chung là nếu mà con trên 1m8. Cái gì trên 1m8? Được. 58. Của chú là 58 trở lại. Con chỉ cần 58.1 con thắng chú. 58.1. Biết rồi, không được. Đang chơi về nhiều khi mà anh Giang anh biết anh ngủ ngon. Nên anh sẽ tính cái đường để mà anh thua. Đúng không? À. Anh dường là không được. Không mà được. Chị em mình là đậu bội thì bội. À, anh nói được. Đúng. Không, không. Chơi là chơi nguyên tim. Đúng. Chơi có chơi chơi lẻ vậy. Đúng. Số phận của tôi không thuộc vào cái trò chơi. Ai thua của anh được. Lần đầu tiên tôi cảm thấy là cái chiều cao của tôi nó có giá trị. Chị ơi, lần đầu tiên thôi mà tối nay không có được ngủ đâu mà tính dữ vậy. Tôi điên hả? Ủa, mọi người tính gì vậy? Tối nay không ngủ đâu. Tối nay không ngủ đâu. Chơi nguyên đêm mà. Bị gì em mọi người? Tối đi quét đường hả mọi người? Nghe nó lịch trình vậy đó. Con góp bậy phải đi ngủ chứ. Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta phát sóng 21 giờ 15 phút chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8. Hồi sáng là con gọi cho mẹ con, má ruột á. Mẹ mẹ nói thiệt con đi hôm nay có được ngủ không? Mẹ nói ừ, theo mẹ tính tham lai thì mình đang trễ con ơi, chắc là mình ngủ được khoảng 4 tiếng. Cái con không tin mẹ con. Tại dù gì mẹ con cũng gục gà mà lâu quá không gặp cũng có nhiều cái nó bị cấn cấn. Con gọi cho anh hai con là anh Nam DUB. Anh Nam ơi, tối nay khai thì cho em biết để em tính đường. Là có ngủ không? Anh chậm xuống còn 2 tiếng rưỡi. Vậy tính ra Quy có mối quan hệ gian xảo không ha? Sao mà thằng mà con tin tưởng nhất thằng Phú. À, thằng em Út. Nó ngủ hay xảy lại đó. À. Nó như vậy hay nè. Khỏi ngủ anh ơi. Là con hiểu. Hôm nay đi bụi. Thanh. Em là anh bên em, hôm nay được ngủ không? Hôm nay được ngủ không? Ngủ không bao nhiêu hết. Ngủ không bao nhiêu. Anh báo một số ngủ thôi anh em ơi. Vậy anh em mình ở bên nhau trọn vẹn đi, 2 ngày 1 đêm đi. Dạ. Giờ ngủ đi. Thôi ở đây làm gì? 2, 3 ngủ. 2, 3 khò. Hư nghề nữa. Thành, cho anh biết con số đi. 7 giờ mình nói chứ cũng 45 phút rồi. Ngủ nhiều đó, tối nay ngủ nhiều đó. Má ơi. Nhiều đâu, chắc chắn luôn. Chắc chắn luôn hả? Tại nhờ anh Huy á. Không phải nhờ tôi. Bây giờ nha, tối nay bắt xe về luôn. Đúng, mình cho anh chương trình đi. Thôi luôn, tối nay đưa tài xế 6 triệu chạy thẳng về Sài Gòn luôn. Anh Huy ngày mai anh về, mai mốt. Nhưng mà ngày mai về chứ. Huy, đêm mai mình để về rồi. Là mẹ già 10 giờ phải có mặt Sài Gòn. Thằng Rít là khoảng tầm 7 giờ có mặt Sài Gòn. 10 giờ tối á hả? Đâu, 3 giờ rồi là em phải có mặt Sài Gòn rồi. Bây giờ về đi. Giờ về vừa. À nói vậy là ngày mai chắc mình quay tới sáng tầm chưa 1 không giờ. Em ạ. 5-6 giờ xong rồi. 5-6 giờ sáng. Chắc chắn sẽ là 7 giờ. 7 giờ sáng hả? Tối. Ở đâu? Hết nắng về. Rõ rồi mẹ ơi, vậy gì? Anh ơi. Nếu mà anh Giang đúng em đi số 2, nếu mà anh đúng em đi số 1. Rồi, không cả. Ủa. Hết nắng về, mai hết nắng về. Ngoài biển hết nắng lâu lắm. Biển xuống nhanh lắm á. Nó mang đèn 10 mấy ký lần mới nhanh anh ơi. Biển xuống nhanh lắm. Đi rừng không thể nào quá 4 giờ được. Thôi ngủ xíu đi, trời ơi, đêm nay dài lắm á.
Sao ngủ được hay ta? Không phải đâu, do mẹ dở thôi, phải còn hay. Nãy giờ mình nói chuyện lần Hiếu còn mất tiêu rồi đó. Giỡn hoài, nó mới dậy nè anh. Đục hai giấc rồi. Tưởng tượng cuộc nói chuyện của mẹ già và Thu Diễm của Hiếu sẽ như thế này. Mẹ đợi gì nữa? Mẹ biết đâu. Xin lỗi em Hiếu. Xin lỗi em Hiếu. Gì đâu anh, làm lại đi anh. Em là anh bên em, hôm nay đừng ngủ không? Hôm nay đừng ngủ không? Bao nhiêu hết. Ngủ không bao nhiêu. Anh báo anh em ơi. Vậy anh em mình ở bên nhau trọn vẹn đi, hai ngủ. Ngày đúng. Một đêm đi. Dạ. Bây giờ ngủ đi. Thôi ở đây làm gì? Hai ba ngủ. Hai ba khò. Hư nghề nữa. Thành, cho anh biết con số đi. 321. Nãy giờ mình nói chứ cũng 45 phút rồi. Má ơi. Nhiều đâu, chắc chắn luôn. Chắc chắn luôn hả? Tại nhờ anh Huy á. Không phải nhờ tôi. Bây giờ nha, tối nay bắt xe về luôn. Đúng, mình tròn chương trình đi. Thôi tối nay đưa tài xế 6 triệu chạy thẳng về Sài Gòn luôn. Anh Huy ngày mai anh về, mai mốt. Mốt. Nhưng mà ngày mai về chứ. Huy, đêm mai mình đã về rồi. Là mẹ già 10 giờ phải có mặt Sài Gòn. Thằng Rích là khoảng tầm 7 giờ có mặt Sài Gòn. 10 giờ tối á. Đâu, 3 giờ rồi là em phải có mặt Sài Gòn rồi. Bây giờ về đi. Giờ về vừa. À nói vậy là ngày mai chắc mình quay tới sáng tầm chưa 1. Không em ạ. 5-6 giờ xong rồi. 5-6 giờ sáng. Chắc sẽ là 7 giờ. 7 giờ sáng hả? Tối.